Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra với vóc dáng ông rồng bà phụng hiện ra trên mây tại nơi đây. Ông bà đã bay từ hướng Việt Nam qua đây và hiện ra tại nơi đây, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đồng bào Việt Nam cần biết gấp học hỏi về những phép lạ này gấp, đồng thời phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Vì cha trời Giê-xu đã hiện ra trên mây cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có những kẻ nào thật sự ăn năn sám hối thì mới được cứu rỗi.